Và xin được hân hoan và chào mừng từ thời quý vị quan khách đến tham dự buổi lễ vu quy của Tuyết Nhung và Đức Thành được tổ chức tại Tư Gia ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên cho phép MC Kim Yến xin phép thay mặt ekip thực hiện chương trình cũng như tất cả các anh em trong nhà Thành Đạt trân trọng gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nóng nhiệt nhất. Và kính thưa quý vị, tàu thổ hồng hoang khai sinh lập địa thì con người chúng ta đã biết chọn đất lành neo đậu. Và cũng chính từ thuở khai sinh ấy mà tình yêu đã bắt kịp theo nhịp đập của con tim. Chính vì thế mà ông cha ta đã đúc kết tình yêu bằng những án thơ tình bất hủ nhất trên đời. Và thưa quý vị, và khi nhắc đến tình yêu thì người ta không quên nhắc đến nhà thơ Tố Hữu. Trong thơ của ông có ca ngợi tình yêu rằng: có gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Vâng, yêu và được yêu thì đó là niềm hạnh phúc và cũng là món quà thiêng liêng vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho tất cả mọi con người chúng ta. Và khi yêu nhau, chúng ta nguyện dâng hiến tất cả cho nhau và mong muốn đem lại cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất. Và thưa quý vị có biết không ạ, qua thời gian quen biết, tìm hiểu, yêu thương nhau thì chú rể Đức Thành và cô dâu Tuyết Dung đã tìm được một nửa hạnh phúc của riêng mình và cùng nhau nắm tay để đến đỉnh cao của tình yêu, bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời, đó chính là hôn nhân. Cùng nhau xây dựng hạnh phúc và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và thưa quý vị, và ngày hôm nay là một ngày lành tháng tốt, ngày mà ông Tơ và Nguyệt đã xen lên sợi tơ hồng để cho hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập và đưa con thuyền tình yêu của hai người đến được bến bờ hạnh phúc. Và cũng chính ngày hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2020, được sự thống nhất của song thân hai bên gia đình đã chọn ra ngày lành tháng tốt làm buổi lễ vu quy cho con gái chúng tôi là Tuyết Nhung sánh diện cùng Đức Thành. Và đó chính là lý do buổi lễ vu quy mà tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay. Xin quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật là to, thật dài để chúc mừng tân lang và tân nhân Tuyết Nhung và Đức Thành. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Về phía ekip thực hiện chương trình thì Kim Yến cũng xin được phép đại diện tất cả các em trong ban nhạc xin kính chúc tân lang và tân nhân trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê, dây trầu thì luôn quấn chặt thăng cao, và xin chúc cho hai bạn bên nhau trọn đời. Cũng xin kính chúc thông gia hai bên gia đình có được dâu hiền rể thảo và tạm thời quý vị quan khách tham dự một buổi tiệc cưới thật vui và ngon miệng. Và kính thưa quý vị, và ngoài những món ăn thuần túy mà gia đình đến quý vị ngày hôm nay thì cũng có chương trình giao lưu văn nghệ để chúc mừng tân lang và tân nhân. Thì Kim Yến cũng rất mong rằng nhận được sự giao lưu văn nghệ từ phía tất cả quý vị quan khách. Ai có tinh thần văn nghệ cứ mạnh dạn đăng ký những ca khúc và những bài hát mà mình yêu thích quý vị nha, góp vui chương trình ngày hôm nay để cho buổi lễ vu quy chúng ta đã vui tươi thì càng trọn vẹn hơn ạ. Và quý vị yêu thích văn nghệ không thuộc lời bài hát, bên trên chúng tôi cũng có màn hình hỗ trợ tuyệt đối cho quý vị, cho nên là quý vị cứ yên tâm mà giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Và còn bây giờ thì không để quý vị chờ lâu nữa, chương trình văn nghệ phục vụ với lại du quy của Tuyết Nhung và Đức Thành cho tất cả ekip thực hiện chương trình cũng như tất cả các anh em trong mặt chúng tôi xin phép được bắt đầu. Quý vị cũng để mở đầu chương trình văn nghệ chúc mừng tân lang và tân nhân ngày hôm nay thì Kim Yến cũng xin gửi tặng đến toàn thể hội hôn cũng như tôi quý vị khán khách một ca khúc rất dễ thương và vui tươi, bài hát được mang tên Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cần thân lâu bên nhau là lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh, trong cơn gió đông về ngoài sân thì biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Ngày mùa đông anh thì hay làm tuyết rơi, chẳng có em anh về. Hãy subscribe vâng, xin cảm ơn quý vị lắng nghe ca khúc vừa rồi ạ.